Quỳnh Giao ví chuyện Toàn Tôn Vinh Tiểu Tam ngoài đời cũng là một Tuesday chính hiệu. Có bạn nào giống tôi không? Lúc nhỏ rất là mê đọc truyện Quỳnh Giao, nhưng mà lớn lên mới nhận ra là úi giời ơi, sách của bà này rất là có vấn đề và tư tưởng của bà cũng có vấn đề luôn không? Cái mà Quỳnh Giao bị tranh cãi nhiều nhất á chính là cái tư tưởng lãng mạn hóa ngoại tình và cổ suý tiểu tam. Thậm chí bà còn bị đặt cho biệt danh là Quỳnh Giao ô nhiễm. Nếu đọc nhiều chuyện Quỳnh Giao thì mấy bà sẽ nhận ra là bằng một cách thần kỳ nào đó mà tất cả những kẻ thứ ba trong chuyện của Quỳnh Giao đều hiền lành và đáng thương, còn chính thức thì ngoan ngoắt hẹp hòi nên bị chồng bỏ là đáng. Mà nha, không chỉ giật chồng thành công, Tuesday trong chuyện của Quỳnh Giao còn khiến cho người xem bị thao túng tâm lý, cảm thấy cổ mới là người đáng thương nhất và tình yêu của cổ mới là cao đẹp, mới là lãng mạn nhất. Mình phải theo cổ mới là chính nghĩa. Công nhận tài viết văn của Quỳnh Giao đỉnh cao thật, mới khiến bao nhiêu thế hệ đọc truyện xem phim của bà đồng cảm được với cái tư duy ngang ngược vậy á. Sách thì bán chạy, còn phim chuyển thể thì hot. Sau khi đọc về cuộc đời của Quỳnh Giao thì tôi mới phát hiện bà này cũng là một tiểu tam chính hiệu. Lúc còn đi học thì Quỳnh Giao yêu thầy giáo dạy quốc văn hơn mình 25 tuổi. Wow. Yêu đương gì đâu mà thầy thì mất việc, sang nhà nát cửa. Mà bà thì tôn thờ tình yêu này dữ lắm. Bà còn tính kết liễu cuộc đời của mình, may mà được người nhà cứu. Sau khi ly dị ông chồng đầu tiên vì một cái lý do rất là hãm, là xuất bản sách về chuyện yêu thầy giáo và trở thành tiểu tam, Quỳnh Giao lại tiếp tục sự nghiệp con giáp thứ 13 khi đã đem lòng yêu tổng biên tập Bình Tham Đào, người lúc này đã một vợ và ba con. Dang dang dư dư mập mờ với nhau đâu được 2 năm thì Quỳnh Giao quyết tâm lên kế hoạch lật đổ chính thức. Bà này cũng cao tay, cố tình đề nghị chia tay, đòi cưới người khác để cho Bình Tham Đào ghen, đòi ly dị, nhưng dĩ nhiên là vợ cả không chịu. Quỳnh Giao theo tôi chắc chắn là tiểu tam kiên trì nhất lịch sử, khi đã đợi ròng rã tận 10 năm trời. Wow. Mới chờ đến ngày người tình ly dị và thượng vị thành công. Ghê gớm thật chứ không đùa. Tóm lại, vì sống một cuộc đời quá huy hoàng nên Quỳnh Giao luôn tự tin đề cao cái tư tưởng tình yêu là nhất, lễ nghĩa liêm sĩ chỉ là đồ bỏ đi. Các bạn sẽ thấy các nhân vật trong chuyện Quỳnh Giao đều kiểu em gái đóng vai si tình đi quyến rũ ông anh rể, rồi hại cho bà chị ruột mất luôn cái chân trong chuyện Một Thoáng Mộng Mơ. Đọc qua Tân Nguyệt Cách Cách thì vợ cả chăm lo con nuôi của chồng, rồi con nuôi làm vợ lẽ của chồng mình luôn. What the hell? Chưa kể đến cuối Tân Dòng Sông Ly Biệt, sau thành phim chuyển thể hóa một thời đó, thì nam chính Hà Tư Hoàng đã nói một câu mà bây giờ hay bị chế thành meme: tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong thiên hạ động lòng cùng lúc với hai người con gái. What? Vô tài. Bạn có thích chuyện Quỳnh Giao không? Bạn nghĩ sao về tư tưởng tình yêu vượt qua luân thường đạo lý của bà? Nếu thích chuyên mục drama làng sách thì hãy nhớ follow kênh này nha.